Candy một chà diện đầu đôi và lau dọn cửa hàng cùng mẹ Ellie Trần. Tranh thủ ngày nghỉ học, Candy một chà đã cùng mẹ lau dọn cửa hàng. Những khoảnh khắc đáng yêu của Candy khiến fan mê mẩn. Mỗi lần mẹ Ellie Trần chia sẻ hình ảnh Candy một chà thì cư dân mạng lại thổn thức. Sự đáng yêu nhí nhảnh của cô bé khiến nhiều người yêu mến. Mới đây, tranh thủ ngày nghỉ học, Candy một chà lại đến cửa hàng của mẹ Ellie Trần để lau dọn. Hai mẹ con Ellie Trần đều mặc quần bò yếm kết hợp với áo trắng ba lỗ, vô cùng năng động và thoải mái. Không chỉ lau dọn mà Candy còn chơi đùa cùng mẹ vô cùng vui vẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!